Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube Lisa Handmade. Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn móc cái phần thân sau ha của cái váy, thân sau ở phần trên nha. Thì phần thân sau mình móc hai miếng như thế này, giống nhau ha. Thì cái hoa văn này mình móc á thì mặt trái mặt phải đều giống nhau, nên các bạn móc hai miếng tương tự như vậy giống nhau. Thì các bạn đo ha, đo từ vai xuống tới eo á thì khoảng 35-36 cm ha. Đối với size M. Còn các bạn đo theo cơ thể của các bạn bao nhiêu thì các bạn móc dài bấy nhiêu ha. Thì đối với cái size này thì mình móc, bắt đầu mình móc 96 mũi bính nha. 96 mũi bính thì sẽ được 32 ô lưới như thế này. Thì mình đo sẽ được khoảng 35-36 nha. 35-36 cm. Thì khi mà mình móc hoa văn này, mình móc được chừng này khoảng 15-16 cm thì mình bắt đầu bớt nách nha. Thì bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn. Thì đầu tiên các bạn móc cho mình 96 mũi bính nha. Sau khi được 96 mũi bính rồi á thì các bạn mà móc lên 3 bính. Rồi các bạn móc mũi kép ha, vào chân bính thứ tư. Cái hàng này mình móc mỗi chân là mỗi mũi kép nha. Cứ thế các bạn móc cho hết hàng này, hàng kép cho mình ha. Sau khi mà mình móc một hàng mũi kép lên á, như thế này ha, bằng với cái thân bên này ha, thì hàng thứ hai á thì mình bắt đầu lên 1, 2, 3, 4, 5 mũi bính. Xong rồi mình cứ cắt ra 1, 2 chân. Chân thứ ba mình móc một mũi đơn ha. Rồi tiếp 5 bính. 1 2 3 đâm vào chân thứ ba nha. 1 2 3 4 5. 1 2 3 đâm vào chân thứ ba. Cứ thế các bạn móc cho hết hàng này nha. Sau khi mình móc hết hàng á thì cuối hàng mình cũng lên 5 bính ha. 1, 2, 3, 4, 5 bính. Mình quay qua bên này, mình móc một mũi đơn ở ngay đây ha, ở giữa của 5 bính đó ha. Móc một mũi đơn đây. Thì cái chỗ góc này là góc nó thẳng ngay ha. Rồi mình móc 3 bính, một đơn, đâm vào giữa ha. Thăm vào giữa đây, bính ở giữa, bính thứ ba ha. 1, 2, 3 các bạn canh đâm vào giữa, còn không các bạn đâm vào chỗ này cũng được, khỏi cần canh đếm mũi. Nào đâm vào đây thì đẹp hơn ha. Ba bính một đơn ha, móc cho hết hàng nha. Ở cuối hàng thì các bạn móc một bính và một kép ở chân dưới này ha. Xong rồi các bạn móc lên 3 bính, quay ngược lại. Thì ở chỗ này các bạn móc một kép cho mình. Một kép, xong rồi trên đỉnh này một kép ha. Rồi ở giữa này là hai kép.
Ngay trên mỗi đỉnh này là một kép. Cứ thế các bạn móc hết cho mình ha. Sau khi mà mình móc hết một hàng kép như thế này rồi á, thì mình lại móc tiếp hàng lưới như thế này ha. Thì cái miếng này của mình móc 10 hàng kép nha. Tổng là 10 hàng kép thì mình sẽ bớt nách. Thì các bạn móc cho mình đo thì khoảng 16 cm ha. 16-17 cm nha. Thì các bạn bớt nách. Cái váy này mình sử dụng sợi 1 mm nha. Mình móc kim kim 2.0 nha. Mm. Thì các bạn có sợi nào các bạn móc sợi đó, sợi khoảng từ 0.8 cho tới 1 mm ha. Các bạn móc kim số 2 hoặc kim 1.75 hoặc kim 2.2 đều được ha. 2.25 mm đều được. Thì bạn có sợi gì thì các bạn móc sợi đó. Kiểu này mình móc không có kén sợi nha. Sau khi mà mình móc được 10 hàng như thế này ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thì mình bắt đầu bớt nách ha. Thì khoảng một gang tay đó, các bạn đo khoảng 16 cm ha. Thì mình bớt nách cái đoạn ở trên nách thì mình canh khoảng 13 cm nha. 13 rồi mình bớt xuống là khoảng 16-17. Thì cái nách khoảng 16-17 cm là được rồi. Mình tiếp tục móc một hàng lưới. Tới cái đây thì mình đếm khoảng 2, 4, 6, 8, 10, 12. Cái miếng trước của mình á, thì cái miếng này là mình móc khoảng 12 này, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Khoảng 12 ô này ha, ô lưới. Thì mình bắt đầu bớt chỗ này. Thì chỗ hàng ô lưới đây nè, thì thay vì mình móc 5 bính thì mình móc 2 bính thôi. Xong rồi mình móc một mũi đơn vô, một mũi kép vô đây ha. Để nó có cái độ xéo này để mình lên hàng nè. Thì khi lên hàng thì các bạn lên 3 bính, quay lại một đơn, các bạn móc hết cái hàng này bình thường ha. Là 3 bính một đơn bình thường. Sau khi các bạn móc hết hàng này á, thì lên hàng này các bạn móc hết hàng kép ha. Các bạn vẫn cứ móc hết một hàng kép cho tới đây nha. Thì móc y như hàng kép dưới này bình thường nha. Tới hàng cuối á, thì trừ một ô này, mình sẽ bớt cái ô này. Thì mình đan một kép ở đây ha. Nhưng mà mình không có kết hết, mà mình tiếp thêm một mũi kép ở đây, ở phía trên đỉnh hàng trước ha. Rồi móc luồn qua 3 mũi cuối cùng ha, để nó có độ xéo xuống. Xong các bạn lên tiếp 5 mũi bính. Các bạn hàng này móc ô lưới bình thường ha. Thì móc vô trong đây ha, nó sẽ có độ xéo như thế này. Ô lưới này các bạn móc xuống tới đây thôi. Thì cái đoạn này các bạn chia ra làm 3. Các bạn bớt làm 3 lần giống như mình đây. 1 lần, 2 lần ha. Đã bớt thành 3 đoạn á, chia ra làm 3 đoạn để mình bớt 2 lần như thế này. Thì mình ở cái miếng này thì mình chia thì mình đếm khoảng 5 ô lưới. Chỗ này mình bớt từ chỗ này ha. Thì mình móc bây giờ ô lưới của mình móc đây, mình móc xuống tới 5 ô cuối.
Còn 5 ô cuối tới đây thì mình bớt ở ngay ô thứ 6 đây ha. Thì ô lưới thì các bạn cũng cứ 5 bính một đơn cho mình ha. Khi còn khoảng 6 ô lưới như thế này ha, thì mình móc lên hai bính, xong rồi móc một kép vào đây ha, để mình lên hàng ha. Rồi lên 3 bính. Chỗ này thì mình vẫn móc bình thường ha. Mình móc bình thường cho tới cuối hàng đây nha. Mình tới cuối hàng đây thì mình bớt tiếp ha. Tới cuối hàng như chỗ nách đây thì các bạn lên cho mình 3 bính. Bình thường thì các bạn móc cả cái hàng kép thì mình móc vô đây tiếp ha. Nhưng mà chỗ này mình bớt nên mình móc kép, bắt đầu móc kép vô chỗ này ha. Lên 3 bính trong một kép vô chỗ đây. Thì nó sẽ có cái độ xéo như thế này ha. Rồi phía trong này thì các bạn móc mũi kép bình thường ha. Mũi kép bình thường cho tới đoạn đây. Thì 1, 2, 3, 4, 5. Cũng khoảng 5 ô, 1, 2, 3, 4, 5. Mình đan một hàng kép xuống tay tới bớt ngay chỗ này ha. Thì bây giờ mình móc hàng này, mình móc hàng kép nha. Chỗ này thì vẫn cứ móc kép giống bình thường nha. Tới chỗ này ha, còn 6 ô thì mình bớt vô ô này ha. Thì cũng tương tự giống như cái phần bớt ở đây nè. Thì mình cũng chỗ này đáng lý mình kép hết như thế này ha, mũi kép, nhưng mà mình không móc mũi kép hết, mình trừ 2 mũi lại. Xong rồi mình móc mũi kép vào đây, vào chân kế tiếp. Mình đưa qua 2 lần, xong rồi mình đưa qua 3 mũi luôn ha. Xong rồi mình lên 5 bính. Mình móc cả hàng này hàng ô lưới nha, cũng như bình thường ha. Còn mấy mũi thôi mình móc cho các bạn xem. Tới chỗ trên nách đây nè thì mình không bớt nữa nha. Năm bính một đơn. Chỗ tới chỗ này thì mình vẫn móc bình thường ha, 4 5 bính một đơn. Chỗ này mình không có bớt nữa ha. Thì tới đây rồi mình tiếp tục móc 5 bính. Mình quay lại. Mình móc một đơn ở trên đỉnh của mũi đây. Thì chỗ này mình không bớt nữa thì nó sẽ thẳng ra ha. Rồi cả chỗ này thì mình vẫn bình thường 3 bính một đơn. Móc cho hết chỗ này ha, 3 bính một đơn. Cho tới cuối hàng thì mình bớt. Ba bính một đơn. Móc một đơn vô. Cái chỗ này là đang bớt cái góc này nè ha. Thì nó ở góc đây nè. Thì mình bớt tiếp 1, 2, 3. Lên 3 bính. Xong rồi móc một kép vào đây ha. Thay vì móc bình thường 2 kép vô đây để móc hàng kép đó, thì mình móc kép vô đây. Thì nó có độ xéo như thế này ha. Rồi chỗ này mình móc lên hết hàng kép này là xong ha. Đây mình móc hết một hàng kép này.
tới đây. Chỗ này mình không bớt nữa, mình cũng vẫn móc thẳng ra bình thường ha. Mình kép mũi lại xong rồi mình cắt sợi. Cắt sợi thì các bạn chừa dài ra để mình móc đường viền hông. Thì hai miếng bớt nách nó cũng giống nhau ha. Các bớt nách thân trước thân sau hai bên đều giống nhau hết nha. Thì đây là thân sau 2 miếng, thân trước cũng 2 miếng. Cũng bớt y chang như vậy ha. Và chiều dài của thân trước với thân sau thì cũng giống nhau nha. Thì cái đoạn này thân sau thì cái đoạn này rộng chừng này, còn cái đoạn thân trước này thì mình móc 6 hàng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 hàng kép, 10, tổng 10 hàng kép cái thân sau, nhưng mà thân trước thì mình móc 6 hàng kép. Thì cái đoạn này nè, để mình móc viền á, cái viền cổ đó. Dạ, các bạn móc thân trước với thân sau cho mình như vậy ha, thân trước.